lấy mất chưa tìm mày trầy. Tế bổng phật chú mọp đá là rùm lụt cốn hơi cài tiếng phú viên sở trầy rộng cửa trở bán tớ tùa cả bị nảy hời. Chà chẳng đừng thả tớ bị nảy ở vầy nốt ai lời dân tạm đàn bồ rộng lũng ách tiếng ọc nỉa. Cô xuống sốc hạ phía bạc bàn bình chạy thá, chú mọp nây mừng tí bê xâm rạp chưa bác đâm ổng cỏng. Bàn thua gạt với bà hẹt chưa chú mọp bật bà gọt bùn tái, mừng thua lọ bán rinh bằng thèm đầy bí cá rùm lụt có nở lời. Cô xuống sốc hạ phía bạc bàn xâm rạch bật mừng tí bê xâm rạp chưa bác đâm ổng cỏng, nâng đạp bị nây toàn là cắm đào chú mọp, ổng thề rình. Xâm đách kết tệ bật bản đất bồn rần ni hôn sáng bằng tòa bị bàn khơi bồ rô mến ông bì cả rần này mùi ni xâm đách mên à rộng cả đốc đuôn. Cót kết đầy sọc đài, nâng kết đầy ăn nật à sô cài lãnh, hơi cậu bàn chặt ôi cồng ca nghe chốc liêm liêm đầm bầy chuối xâm ra ca lộn bác nông ca phía bàl. Chưa mối kênh ní xâm đách kết tệ bật bản đất nâng chanh thai phía bàl tiếng sống nâng xôm buông xuông đo chôn rôn cruốt xiêng sài ôn chạp bàn chia sạch bầy phong đài. Tân tâm kênh ní, chmop đa rùm lụt cốn hơi cài tiếng phụ viên sẽ trầy rộng cổ trợ bàm phạc ca nghe bà có vị trí chi vết rồi dạ bê bì chân nằm. Lúc chúm tiêu ở các lê khá thị ca rộng tí muối bàn bòm nôm nơi ca thay lành âm nô côn bì xâm nạc xâm đại cơ tệ bật bản đất bồn rần ni hôn sán. Đó là cổng cổ bệ nây mừng tí bệt ca lâm mạch đã bàn khát khom ở bì chật bì thơm chui sẵn cổ ai dụ chư vật khu mùi trầy rộng cổ. Nâng xôm bà đam phá nhờ đó là cổng cổ bệ bần tó dốc chất tốc đạc khát khom ở bì xâm mạc tập hiếp đàm bày chui phía bán khu mùi trầy ở chia sạc bời. Xâm đáy cơ tệ bật bản đất bồn rần ni hôn sáng, cậu bàn xâm nôn bộ đòi cổ xung sốc hạ phí bán xôn bị nật mớ bị côn nập hiệp sốc hạ phí bán tạm bản đà clinic, nâng bùng rừng ẩm bì xâm mặt tập hiệp vì xìa chi vết. Nâng cọm xa lật thòa rộ bọc cổ bệ đâm bầy đòi cơ đầy xứng khấm, phép chưa chạy tục chật, nâng phép cọ cơ đáy đòi bởi chìa bổ rốt đáy tờ rộng xê ván sốc hạ phí bán. Đòi nớ khăn nông nút, cổ xung sốc hạ phí bán chanh sẽ cơ đầy bỏ cả bổ rộng miễn tàng sông thả. Cô xuống sốc hạ phía bàn này bà rê chê nè chạc Campuchia xôm chung rếp chung xa thê rơ nạ chôn tiếng ốc ở bàn chì rếp thả. Cô rồi bì tờ tuột bàn bồ rơ mến tam ca chọc xài khăn nông bàn đánh xong cùng. Đây bí, mên hẹt ca rùm lụt có khăn nông bà tây sơ trầy đàm mên chmú xíng sơ rây ôn ai dụng mô phây bì chân ám nâng mừng tì bệt xâm rạp chìa bán đàm ổng cỏng. Bà rê tờ tấn thật nơ tam bàn đòi phơi chết lệch bầy. កាលពីថ្ងៃទី29ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022ភ្លាមៗនោះក្រសួងសុខាភិបាលបានចាត់បញ្ជូនក្រុមការងារបច្ចេកទេសរបស់ក្រសួងដោយរួមសហការជាមួយអាជ្ញាធរខេត្តកំពង់ស្ពឺនិងមន្ទីរសុខាភិបាលនៃរដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺចុះពិនិត្យស្រាវជ្រាវករណីកើតហេតុបណ្តាលមកពីការរំលូតកកក្នុងផ្ទៃស្ត្រីខាងលើដែលក្រសួងសុខាភិបាលសូមបញ្ជាក់ជូនដោយខាងក្រោមនេះ ទី1ក្រសួងសុខាភិបាលគឺពិតជាមានការសោកស្ដាយជាពន់ពេកនៅហេតុការណ៍រំលូតកកក្នុងផ្ទៃអាយុ18សប្តាហ៍របស់ស្ត្រីដែលមានឈ្មោះខាងលើនៅមន្ទីរពេទ្យសម្រាប់ដើមអង្គរងដោយមន្ទីរពេទ្យសម្រាប់ព្យាបាលនេះមានការធ្វើប្រហែសបានអនុញ្ញាតឲ្យឆ្មបដែលមានការបណ្ដោះបណ្ដាលចេញជាឆ្មបមែនតែឆ្មបរូបនេះនៅមិនទាន់ទទួលបានការបណ្ដោះបណ្ដាលបន្ថែមស្ដីពីការរំលូតកកនៅឡើយទេ ដែលការអនុវត្តនេះខុសពីបច្ចេកទេសគោលការណ៍ណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលជាពិសេសការណែនាំបច្ចេកទេសពីមជ្ឈមណ្ឌលជាតិគាំពារមេដានិងទារកនិងបទដ្ឋានគតិយុត្តនានារបស់ក្រសួងនិងពីគណៈវិជាជីវៈឆ្មប បច្ចុប្បន្ននេះស្ត្រីរងគ្រោះកំពុងតែសម្រាប់ព្យាបាលនិងជួយសង្គ្រោះអាយុជីវិតដោយយកចិត្តទុកដាក់ជាទីបំផុតពីក្រុមគ្រូពេទ្យនៃមន្ទីរពេទ្យកាឡាម៉ែត
លក្ខណៈបច្ចេកទេសឆ្មបយ៉ាងល្អិតល្អន់ហើយបានសម្រេចដាក់ទណ្ឌកម្មខាងវិន័យទៅលើឆ្មបមានឈ្មោះអឹងធេរិនដោយផ្អាកការប្រកបវិជ្ជាជីវៈជាឆ្មបបណ្ដោះអាសន្នរយៈពេល 2 ឆ្នាំយោងតាមមាត្រាទី 15នៃច្បាប់ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងប្រកបវិជ្ជាជីវៈវិស័យសុខាភិបាល សាជាថ្មីម្ដងទៀតក្រសួងសុខាភិបាលមានការសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងនៅហេតុការណ៍ដែលបានកើតឡើងមកលើករណីស្ត្រីខាងលើនិងសូមប្រសិទ្ធពរជូនដល់ក្មួយស្រីសៀងស្រីអូនសូមឲ្យឆាប់ជាសះស្បើយចា៎នេះគឺជាខ្លឹមសារទាំងស្រុងរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលដែលពេលនេះឆ្មបដែលបានធ្វើការរំលូតកអាយុ18សប្ដាហ៍ហើយកាយដោយទាំងពលវិញស្ត្រីរងគ្រោះនោះ គឺត្រូវពិន័យឲ្យផ្អាកប្រកបវិជ្ជាជីវៈជាឆ្មបនេះរយៈពេល 2 ឆ្នាំចាអរគុណច្រើនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាតេតងនឹងពរមេនីដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា